Buổi sáng thật là trong lành. Hoa hồng của em vẫn ở đây nè. Ráng kìa. Đúng rồi, quăng đi, quăng đi, quăng đi, đúng rồi. Cam không mặn thỏ. Không, không sao đâu. Hết rồi, anh Đỏ đừng có sợ nữa nha. Trời ơi! Hay quá hả? Hay quá à! Trời quá à! Hay quá trời! Wow! Vậy là Thọ đã hoàn toàn bình phục rồi. Giờ đây, Thọ có thể trở về cuộc sống thiên nhiên của mình. Hả? Tại sao? Mọi người bình tĩnh đi. Thọ là động vật sống tự do, không phải là loài vật nuôi trong nhà. Đồng cỏ ngoài kia mới chính là nơi tốt nhất để cậu ấy phát triển. Làm gì có chuyện đó! Thọ sẽ mãi mãi ở trong ngôi nhà này. Đi vô đây! Hả? Hôm nay anh Đỏ làm sao vậy? Em không biết luôn. Mời các anh ăn bánh nè. Đây, 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 đây. Uống nước đi em xanh. Tự nhiên á, có Thọ ở đây nữa. Wow. Cái mình cảm thấy yêu đời hơn. Em mời các anh lấy cho Thọ nữa. Thọ ăn bánh đi nè. Thọ ăn bánh đi. Thọ không ăn bánh hả? Ủa? Hay là Thọ thích ăn bánh quê? Thọ ăn bánh cupcake đi. Cupcake. Vậy là Thọ thích uống nước rồi. Thích uống nước ngọt. Đúng, đúng rồi. Để nước cho Thọ uống đi anh. Thọ uống nước ngọt đi. Thọ cũng không uống nước hay luôn. Hay là ăn trái cây. Vậy Thọ ăn trái cây nha Thọ. Ăn trái cây. Cũng ăn luôn. Thọ đã không ăn uống mấy ngày nay rồi. Và bạn cũng không vui như trước đây nữa. Nếu như cái đà này Thọ sẽ ốm mất thôi. Anh Đỏ thấy đó, cậu ấy không thể ở với chúng ta mãi được. Hãy để cho cậu ấy trở về với cuộc sống ở ngoài kia đi. Vậy là bạn Thỏ đi thiệt rồi sao? Xanh sẽ nhớ lắm á, nhớ về thăm Xanh với lại mọi người nha. Thỏ ơi, ở bên ngoài mùa đông lạnh lắm. Thọ nhớ giữ ấm cơ thể. Chiếc khăn này á là vàng tự làm á. Thọ nhớ giữ nó nha. Nếu mà khi nào á bạn cảm thấy khó khăn quá thì hãy quay trở về đây. Đây mãi là nhà của bạn. Bề đồng xanh bao la muôn sắc hoa khoe màu đó chính là nhà của ta. Mình đã luôn bên nhau trong suốt bao nhiêu ngày. Ôi những tháng ngày tuyệt vời. Đừng quên khi ta nắm tay vui cười. Đây mãi là nhà của bạn. Mình sẽ luôn thương nhau dù cho mai ra sao. Thì ta luôn luôn nhớ về nhau. Bầu trời xanh trên cao ngàn bông hoa đua hương. Đồng xanh mát chiêu rít gọi mời. Về là nơi sinh ra ngàn lời ca vang xa mà người đang hao hức chờ mong. Đừng quên nơi đây mình từng tay trong tay. Thật ấm áp giống như gia đình. Dù có đi muôn phương thì luôn nhớ cho rằng nhà Út là nhà thứ hai. Bề đồng xanh bao la muôn sắc hoa khoe màu đó chính là nhà của ta. Mình đã luôn bên nhau trong suốt bao nhiêu ngày. Ôi những tháng ngày tuyệt vời. Đừng quên khi ta nắm tay vui cười. Đây mãi là nhà của bạn. Mình sẽ luôn thương nhau dù cho mai ra sao. Thì ta luôn luôn nhớ về nhau. Bầu trời xanh trên cao ngàn bông hoa đua hương. Đồng xanh mát chiêu rít gọi mời. Về là nơi sinh ra ngàn lời ca vang xa mà người đang hao hức chờ mong. Đừng quên nơi đây mình từng tay trong tay. Thật ấm áp giống như gia đình. Dù có đi muôn phương thì luôn nhớ cho rằng nhà Bút là ngôi nhà thứ hai. Thích quá à. Hai ba. Anh Đỏ, tại sao anh Đỏ lại tập thể dục ở đây?
tại sao không? Đây là khu vườn của anh Bút Gì và em là người quản lý. Ủa thì sao, từ nào giờ anh vẫn tập thể dục ở đây mà. Nhưng mà tóm lại, từ nay về sau anh không được tập thể dục ở đây nữa. Mấy quả này hôm nay lớn quá ta. Wow, hoa cũng đẹp nữa. Không uổng công em vàng chăm sóc. Yêu đời quá, yêu các em hoa. Còn các em này chừng nào nở ra đây. Đáng yêu quá. Hello anh Sang. Ula. Anh thấy khu vườn của em đẹp không? Chào em vàng, ta chính là siêu nhân xanh đây. Thấy khu vườn của em đẹp không? Thật là đẹp, nhưng có rất là nhiều quái vật. Đây chính là yêu quái mãng cầu. Nên nó mới bị như vậy nè. Nhưng mà em đã cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà anh nghĩ, tại vì em tưới quá nhiều nước, xong em bón quá nhiều phân, rồi còn hả sử dụng quá nhiều thuốc trừ sâu nữa. Anh muốn gì về sẽ giận em mất. Thôi Vàng đừng lo, tụi anh sẽ giúp Vàng bảo vệ khu vườn này. Thiệt không? Ừ. Thì chúng ta làm thôi. Vườn đúng cách là nó sẽ đẹp như vậy đó. Dạ, em cảm ơn các anh thật nhiều. Chắc là anh Bút Chì sẽ thích lắm khi thấy khu vườn nè.